Hợp đồng giả cách là một giao dịch dân sự không có thật, được lập ra nhằm che giấu một hợp đồng khác, chủ yếu nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo. Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có khái niệm cụ thể về hợp đồng giả cách. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, hợp đồng giả cách được hiểu là các bên tham gia hợp đồng đồng ý xác lập một giao dịch giả tạo nhằm che giấu đi một hợp đồng khác để trục lợi, chiếm đoạt tài sản khi có sự vi phạm nghĩa vụ về hợp đồng. Nhưng tài sản tham gia vào hợp đồng giả cách thường có giá trị lớn, chủ yếu là bất động sản. Hiện nay, tín dụng đen cho vay nặng lãi đang núp bóng hợp đồng giả cách dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Cụ thể, các giao dịch vay mượn tiền nhưng lại được che giấu bằng một giao dịch dân sự khác như là hợp đồng đặt cọc, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cam kết chuyển hoặc cam kết thực hiện một nghĩa vụ nhất định. Cơ quan chức năng khó xác định hành vi vi phạm do quá trình thực hiện rất tinh vi. Các cá nhân tổ chức cho vay nắm rõ các quy định của pháp luật đã xây dựng các hợp đồng giả cách nhằm che đậy hành vi cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, ép nạn nhân vào bẫy hình sự một khi không còn khả năng chi trả. Có thể thấy cho vay nặng lãi hiện nay là một vấn nạn diễn ra ở hầu hết các địa phương trên cả nước với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, che giấu bằng các giao dịch dân sự, thể hiện bằng các hợp đồng theo quy định của pháp luật. Do đó, phần lớn những người đi vay luôn phải chịu hậu quả bất lợi về mặt pháp lý khi xảy ra tranh chấp. Pháp luật dân sự thì luôn luôn đề cao cái sự tự thỏa thuận của mỗi bên. Thì khi mà lập ra một cái hợp đồng giả cách thì cái ý chí của họ bên trong, nó thể hiện ở bên trong là rõ ràng đây là những cái hợp đồng mà không tự nguyện, nhưng nó thể hiện ra bằng cái hình thức tự nguyện. Thế thì chính vì thế nên là các cơ quan chức năng rất khó để mà phát hiện, để mà xử lý. Các cái đối tượng cho vay nặng lãi mà thông qua cái hình thức biến tướng đi là hợp đồng giả cách ấy, là đây có thể nói là lãi mẹ đẻ lãi con, mà thậm chí là cái lãi suất không phải tính theo tháng, theo năm mà tính theo ngày, thậm chí là theo giờ. Thế chính vì thế cái việc mà để họ mà đưa các cái giao dịch ra ngoài văn phòng công chứng, mà cụ thể ở đây các cái tài sản thế chấp của con nợ thường là những cái tài sản bất động sản, mà theo cái luật kinh doanh bất động sản, các cái giao dịch bất động sản thì là bắt buộc phải thông qua công chứng và chứng thực. Chính vì thế cái việc mà các cái giao dịch này họ đưa ra các cái văn phòng công chứng cũng để đối phó với cái cho nó phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Và đây tôi cho rằng là những cái thủ đoạn hết sức là tinh vi. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thương trường Pháp luật của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, lợi dụng tình trạng cần tiền gấp của người dân, tận dụng kẽ hở của pháp luật một cách tinh vi, bài bản, các đối tượng cho vay nặng lãi đã hợp thức hóa tài sản của người vay bằng việc lập hợp đồng giả cách nhằm che giấu giao dịch cho vay dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc các hợp đồng khác. Nếu người vay nợ vi phạm thỏa thuận về thời gian trả lãi, trả nợ gốc thì mặc định tài sản này được chuyển sang tên người cho vay. Hình thức này ngang nhiên diễn ra trong một thời gian khá dài. Đáng nói, cơ quan chức năng rất khó xử lý do chưa có hành lang pháp luật cụ thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay hai chuyên gia để trò chuyện và bàn luận chung quanh chủ đề này. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Trình Quốc Hưng, giảng viên Học viện An ninh Nhân dân. Vâng, xin chào biên tập viên Hằng Hà và xin chào quý khán giả của Truyền hình Nhân dân. Và luật sư Nguyễn Xuân Sang, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin chào biên tập viên Hoàng Hà và xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia Thương trường Pháp luật hôm nay của Truyền hình Nhân dân. Thưa luật sư Nguyễn Xuân Sang, hình thức hợp đồng giả cách xuất hiện khá nhiều trong các giao dịch dân sự, trong đó có cả tín dụng đen núp bóng. Luật sư có thể cho biết hợp đồng giả cách là gì và tại sao nhiều người lại sử dụng hợp đồng giả cách, để nhằm mục đích gì? Hợp đồng này có giá trị pháp lý hay không? Xét về định nghĩa hoặc khái niệm thì trong bộ luật dân sự đang có hiệu lực hiện nay không có cái khái niệm hợp đồng giả cách. Tuy nhiên thì có thể hiểu như này, đây có thể gọi là cách gọi ngắn gọn của nhân dân, người ta hay gọi rằng nó liên quan đến các cái hợp đồng mà các cái giao dịch diễn ra là giả tạo. Thì cái này chạy trong bộ luật dân sự lại có quy định một cái khái niệm gọi là giao dịch dân sự giả tạo. Trong thực tế có nhiều đối tượng có các cái hoạt động vi phạm pháp luật hoặc các cái giao dịch bất hợp pháp mà họ không muốn cái giao dịch đó bị lộ, nên họ sẽ sử dụng các cái hợp đồng để che giấu. Thì cái hợp đồng này gọi là hợp đồng giả cách. Hiệu lực thì cái hợp đồng này nếu theo quy định của pháp luật, khi chứng minh được các yếu tố giả tạo của nó thì sẽ không có hiệu lực pháp luật, chúng tôi còn gọi là vô hiệu. Vâng. Thưa ông Trịnh Quốc Hưng, tín dụng đen cho vay nặng lãi núp bóng hợp đồng giả cách đang là chiêu trò rất là phổ biến nhằm qua mặt lực lượng chức năng hiện nay. Vậy việc này đã được thực hiện tinh vi như thế nào? Vâng, như biên tập viên Hoàng Hà cũng đã thấy là luật sư Nguyễn Xuân Sang vừa phân tích ấy, thì cũng là trong bộ luật dân sự hiện nay thì cũng chưa có một cái khái niệm nào đặt ra liên quan đến cái nội dung liên quan là hợp đồng giả cách.
Thế tuy nhiên thì chúng ta có thể hiểu như luật sư vừa phân tích với chúng ta ấy, thì ở đây có thể được coi rằng là một cái loại giao dịch dân sự giả tạo, và một cái loại hợp đồng này lập nên đối với một cái mục đích là nhằm che giấu đi một cái giao dịch dân sự đang diễn ra. Và một cái hình thức mới mà tín dụng đen đang thực hiện hiện nay đó là tạo lập một cái hợp đồng giả tạo để che đậy đi cái hành vi giao dịch cho vay tiền, cho vay, đặc biệt ở đây là cho vay lãi nặng. Các đối tượng thực hiện các hành vi cho thực hiện tín dụng đen thì đã yêu cầu người đi vay sẽ ký tên vào một cái bản hợp đồng để chuyển nhượng tài sản, có thể là nhà đất, xe cộ hoặc là một số tài sản tương đương với cái khoản tiền mà đối tượng cho vay đưa cho cái người đi vay. Lợi dụng một cái kẽ hở của pháp luật thì các đối tượng này lập lên những cái hợp đồng khống để mặc định rằng là nếu như người đi vay mà vi phạm cái quy định thỏa thuận về quãng thời gian trả tiền, về tiền gốc cũng như là tiền lãi ở cái khoản đi vay đó, thì cái đối tượng cho vay có khả năng là sẽ nhận lại được toàn bộ cái tài sản đã tự ký tên của người đi vay ở trong bản hợp đồng đó. Mặc dù là cái người đi vay người ta cũng chưa mong muốn là trao cái quả tài sản đó cho cái người cho vay. Đây là một cái hình thức, một cái thủ đoạn tinh vi và có thể khẳng định rằng đây là một loại tội phạm mới trong cái giai đoạn hiện nay. Và nó không những là gây thiệt hại về kinh tế đối với nạn nhân mà nó còn đe dọa đến vấn đề an ninh trật tự xã hội trong giai đoạn hiện nay. Vâng, có nhiều số vụ việc liên quan đến hợp đồng giả cách mà cơ quan chức năng xử lý không ạ? Trong 5 năm trở lại đây thì có rất nhiều các vụ án xảy ra. Tôi lấy ví dụ như một cái vụ án năm 2016 tại thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu. Nạn nhân tên H đã đưa cái sổ đỏ của mình có diện tích khoảng 176m2 đến đối với đối tượng cho vay và ký một cái bản hợp đồng giả cách. Và khi mà đem đến văn phòng công chứng để công chứng cái bản hợp đồng giả cách này thì nạn nhân có thắc mắc với đối tượng cho vay, thì đối tượng cho vay đã giải thích rằng là đây chỉ là một cái bản hợp đồng để tạo cái sự tín nhiệm. Đấy, giống như là chúng ta đi vay mà cầm cố tài sản ấy, thì sẽ chi cho cái người đi vay 150 triệu đồng thông qua cái bản hợp đồng giả cách ký tên rằng là sẽ cầm cố cái giấy tờ đó. Thế thì do cái nhu cầu và cái mong muốn đi vay của cái nạn nhân rất là nôn nóng thì cũng không đọc cái hợp đồng đó, và nạn nhân đã trực tiếp ký tên vào cái bản hợp đồng giả cách đó. Và thực tế ra thì khi mà cái đối tượng cho vay đã đưa cho nạn nhân là chỉ có 136 triệu đồng thôi, còn số còn lại thì đối tượng cho vay mặc định trừ bởi vì đó là tiền phí môi giới cho vay. Và đến một năm sau thì khi mà nạn nhân đã gom góp đủ số tiền 150 triệu đồng đem đến để trả cho đối tượng cho vay thì đối tượng này bắt đầu mới tuyên bố rằng là do cái đối tượng đi vay đã ký tên vào bản hợp đồng giả cách và cái cuốn sổ đỏ 176m2 và cái diện tích đất đó đã bị đối tượng cho vay đem bán cho một đối tượng khác. Bây giờ nếu muốn lấy lại cái sổ đỏ đó thì nạn nhân phải chi trả lại cho cái đối tượng cho vay là 1,5 tỷ đồng, tức là nó gấp 10 lần so với cái số tiền gốc ban đầu. Và thực tế thì cái vụ án này đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thụ lý, xử lý và xác định rằng là đây là một cái hợp đồng giả tạo. Và thông qua đó thì nạn nhân cũng rất là may mắn đã lấy lại được cái cuốn sổ đỏ của mình và cũng đã lấy lại được tài sản của mình. Đó chỉ là một trong số rất nhiều các vụ việc mà nạn nhân gặp phải trong giai đoạn hiện nay khi mà các đối tượng thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội hoặc là đối tượng tín dụng đen đã ngụy tạo để tìm mọi cách trục lợi cũng như là chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Vâng, từ những thực tiễn của những vụ việc gần đây thì luật sư Nguyễn Xuân Sang có bổ sung gì về những thủ đoạn tinh vi mà các đối tượng đã thực hiện khi làm hợp đồng giả cách trong những hoạt động tín dụng đen cũng như là những hoạt động những hợp đồng khác? Vâng, trong thực tế thì chúng tôi giải quyết rất nhiều, đặc biệt là khoảng tầm gần 10 năm trở lại đây, cái việc cho vay tín dụng đen nó phát triển. Chúng tôi có hai cái vụ việc mà chúng tôi thấy nó quan tâm và các cái thủ đoạn nó rất là tinh vi, và từ ban đầu nó là giao dịch dân sự nhưng sau đó nó phát triển thành vụ án hình sự. Thì thứ nhất là tôi xin nói về cái vụ việc ở tại Sóc Sơn. Thì cái người đi vay á, người ta có một cái ô tô, người ta mua cái ô tô trả góp qua ngân hàng rồi. Sau đó thì vì người ta cần tiền làm ăn, người ta có phải vay của một cái đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn. Thế thì khi vay lần thứ nhất vay 350 triệu thì đối tượng yêu cầu viết một cái giấy vay. Thì cái này coi như là một giao dịch thật, giao dịch vay thật. Nhưng hai ngày sau thì cái người vay cần thêm một chút tiền thì đối tượng yêu cầu nói rằng bây giờ phải viết một hợp đồng mua bán xe thì mới làm tin thì mới cho vay thêm. Thế thì sau đó khoảng một tháng
thì cái người vay vẫn trả tiếp 10 triệu tiền lãi. Tuy nhiên 2 tháng sau cái người vay không có khả năng trả lãi và cũng không có khả năng trả gốc, thì cái đối tượng cho vay mang cái ô tô đi bán. Thì mang cái ô tô đi bán thì lúc này cái người mua lại cái ô tô đó, người ta mới phát hiện ra là cái ô tô đang là tài sản thế chấp tại ngân hàng. Thì người ta bắt đầu quay lại tố cáo cái đối tượng bán xe đó. Thế nhưng tuy nhiên thì cơ quan điều tra công an huyện Sóc Sơn lại khởi tố cái người đi vay với cái tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đấy, đấy là cái biến đổi từ giao dịch dân sự ban đầu là cho vay mượn, nhưng sau đó đã chuyển thành một vụ án hình sự rất nghiêm trọng, mà mức án mà người đi vay đang có nguy cơ phải đối diện lên đến gần 12 năm tù. Thế còn một cái vụ thứ hai, tức là ở trong Nghệ An chúng tôi tiếp cận là các đối tượng cũng cho vay, tuy nhiên lại không ký hợp đồng vay mà lại ký một cái hợp đồng mua bán cái nhà sàn bằng gỗ ở trên đất. Thế thì sau đó các đối tượng nói mà cứ ở lại trên nhà sàn, các đối tượng cho vay nói cứ ở lại trên nhà, khi nào trả tiền thì các đối tượng sẽ hủy bỏ cái hợp đồng mua bán nhà đó đi. Hợp đồng này có qua chứng thực của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Tuy nhiên thì khoảng 6 tháng sau thì do khó khăn người ta không trả được nợ thì các đối tượng lại đến dỡ cái nhà, tháo cái nhà sàn trên đất đi. Thế thì lúc này xảy ra cái tình huống là bên cơ quan công an vào cuộc và xác định rằng các đối tượng này đang có dấu hiệu của việc cưỡng đoạt tài sản. Còn các cái dấu hiệu của việc cho vay lãi nặng thì hiện nay chưa xác minh được, vì các đối tượng khi cho vay chỉ thỏa thuận miệng và giả tiền là không giả qua hệ thống tài khoản ngân hàng, nên không xác minh được cái mức lãi đấy mà người vay phải trả đã đạt đến cái ngưỡng mà bộ luật hình sự quy định là từ gấp từ 5 lần trở lên so với cái mức lãi suất tối đa của bộ luật dân sự quy định là hiện nay đang quy định là 20%, tại khoản 1 điều 468 quy định là 20%, thì nếu mà lãi gấp 5 lần trở lên thì khi nào mức cho vay lãi nặng phải từ 100% trở lên trên năm thì lúc đó mới chuyển hóa thành tội hình sự về cho vay lãi nặng. Khi mà ký kết hợp đồng giả cách thì cái điều khoản ràng buộc hai bên như thế nào, có lợi cho bên nào hơn? Nếu mà xét về hợp đồng giả cách hoặc chúng tôi gọi là giao dịch dân sự giả tạo ấy, thì nó dùng để che giấu một giao dịch khác mà. Giao dịch đó có thể có hiệu lực hoặc không có hiệu lực thì chúng tôi gọi là giao dịch thật. Thì để mà xét về quyền và nghĩa vụ các bên ấy, chúng ta phải phân tích trên hai giao dịch. Thứ nhất là về giao dịch thật, nếu mà giao dịch giả tạo vô hiệu thì giao dịch thật có hiệu lực, tức là việc vay mượn có diễn ra thật thì người vay phải có nghĩa vụ trả lại tiền gốc đã vay và trả tiền lãi theo thỏa thuận nếu nó chưa vượt quá cái ngưỡng chuyển hóa thành tội hình sự là cho vay lãi nặng. Thế còn đối với giao dịch giả tạo thì nếu khi các bên ký kết giao dịch mà người đi vay lưu giữ được các bằng chứng chứng minh được giao dịch đó chỉ là giao dịch giả tạo để che giấu cái giao dịch thật là giao dịch vay ấy, thì có quyền yêu cầu tòa án tuyên hủy cái giao dịch giả tạo đó và giao dịch đó trở thành vô hiệu. Nhưng mà có một cái vấn đề cũng diễn ra khá phổ biến đối với các cái loại hợp đồng giả cách này, tức là sau khi các đối tượng mà ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản gồm bất động sản hoặc động sản và có công chứng chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền thì cái đối tượng cho vay còn chuyển nhượng cho một bên thứ ba nữa. Và trong trường hợp bên thứ ba này người ta mua một cách ngay tình đấy, tức là người ta không biết các cái giao dịch giả tạo trước đó bị che giấu ấy, thì người ta lại được pháp luật bảo vệ. Đấy là cái quyền nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào các cái tình huống là như thế. Vâng, có thể nói là hợp đồng giả cách là một hợp đồng hết sức là phức tạp và gây ra rất nhiều những khó khăn cho lực lượng chức năng khi mà xử lý trong việc xác định cái tội phạm của cái đối tượng mà đi lừa đảo. Và thưa ông Trịnh Quốc Hưng, theo ông thì những hệ lụy và rủi ro nào sẽ xảy ra khi tham gia ký hợp đồng giả cách trong các giao dịch dân sự? Và như biên tập viên Hoàng Hà vừa nghe luật sư Nguyễn Xuân Sang đã phân tích thì chúng ta thấy rằng là đây đầu tiên là các giao dịch dân sự. Và bên cạnh đó thì các cái loại tội phạm này cũng bắt đầu có một cái dấu hiệu tinh vi hơn, đó là mặc dù đây là hợp đồng giả tạo để che đậy đi cái hợp đồng, cái giao dịch ẩn giấu bên dưới, thì các đối tượng này đã trực tiếp yêu cầu người đi vay ký tên vào và sau đó đem cái bản hợp đồng giả tạo đó đi công chứng, tức là mong muốn có cái sự công nhận về mặt pháp lý. Và nhiều vụ án đã xảy ra đó là nạn nhân khi mà đến với các cơ quan công quyền thì người ta đưa ra cái bản hợp đồng giả cách đó, nhưng thực tế ở trên đó như luật sư vừa phân tích, mỗi một vụ án đó là có cái sự xác nhận của chính quyền địa phương, có xác nhận của các cái công ty luật hoặc là một số cái văn phòng công chứng, thì cơ quan chức năng người ta căn cứ vào những cái yếu tố liên quan đến pháp luật. Và cái quá trình điều tra một cái vụ án như này thì rất là mất nhiều thời gian, và chúng ta thấy hệ lụy rõ ràng nhất đó là nạn nhân vừa mất tiền nhưng thậm chí là còn mất cả tài sản của mình. Và bên cạnh đó thì nó phát sinh ra một loại tội phạm mới, đó là lợi dụng các khe hở của pháp luật để tìm mọi cách chiếm đoạt, cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân.
Vâng, có thể nói là hợp đồng giả cách là một biến tướng của tín dụng đen cho vay nặng lãi đang hoành hành trong suốt thời gian qua. Đây là một thực trạng rất đáng lo ngại cho những người đi vay và cho cả xã hội bởi gây rất nhiều những vụ kiện cáo, kiện tụng và rất khó xử lý. Và bên cạnh đó thì pháp luật cũng đang bị lợi dụng một cách ngang nhiên, bất chấp và cố tình thách thức các cơ quan quản lý. Xin cảm ơn những chia sẻ phần đầu chương trình của hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại Điều 124 Bộ Luật Dân sự năm 2015, khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác, thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là bên cho vay thường tiến hành thủ tục mua bán, chuyển nhượng đúng pháp luật, tức là có công chứng các hợp đồng, trong khi bên đi vay thì nhiều khi không có chứng cứ chứng minh chuyện mua bán. Chuyển nhượng đó chỉ là giả tạo nhằm bảo đảm cho khoản vay. Theo quy định tại Điều 124 Bộ Luật Dân sự năm 2015, khi các bên xác lập giao dịch dân sự giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác hoặc trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba, thì giao dịch dân sự giả tạo sẽ vô hiệu. Còn giao dịch thực chất vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp vô hiệu theo quy định khác của pháp luật. Điều này có nghĩa là giao dịch được thiết lập với mục đích giả tạo sẽ không có giá trị pháp lý và không tác động đến quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia vào giao dịch đó. Đồng thời, để bảo vệ quyền lợi của người thứ ba, thì trong trường hợp các bên phát sinh giao dịch dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba, thì giao dịch dân sự đó sẽ vô hiệu. Điều 131 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định, hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu là các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, tức là hai bên trả lại cho nhau những gì đã nhận. Tuy nhiên, đối với hợp đồng giả cách, khi vụ việc được các cơ quan nhà nước thụ lý thì quyền lợi của người vay cũng khó mà được bảo đảm vì tất cả giấy tờ giao dịch, hợp đồng đều có lợi đối với bên cho vay. Thậm chí có trường hợp người vay sợ bị đe dọa, uy hiếp danh dự, uy tín và tính mạng của mình hoặc gia đình nên không dám làm đơn tố cáo. Khi giải quyết vụ việc, bên cạnh hợp đồng, thỏa thuận đã giao kết, các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét một cách tổng thể, toàn diện về mối quan hệ giao dịch, ý chí thực sự của các bên tại thời điểm giao kết cũng như là các yếu tố có liên quan như là giá trị tài sản, có yêu cầu thực hiện thủ tục sang tên hay không, mục đích của việc trả lãi hàng tháng để có thể xác định giao dịch dân sự thật hay chỉ là giả cách. Có như vậy mới bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan trong giao dịch dân sự. Theo tôi thì có lẽ là chúng ta cũng có thể đưa sau này tiến tới sửa luật ấy, đặc biệt là trong bộ luật hình sự thì chúng ta có thể đưa những cái tình tiết, ví dụ như là những cái việc mà thông qua cái thủ đoạn cho vay nặng lãi nhưng mà lại có những cái biến tướng tinh vi như là lập cái hợp đồng giả cách, thì có thể đấy coi là những cái tình tiết tăng nặng trong cái việc định khung đấy. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta khi mà cái nhu cầu nó có mà thì ắt nó sẽ có cung. Đấy, và cái việc là họ chỉ có những cái biểu hiện ra bên ngoài bằng cái việc là gì hợp thức hóa ra bên ngoài thì rất khó để các cơ quan chức năng phát hiện ra những cái mà cái thủ đoạn tinh vi đó. Thế thì theo tôi trên hết là người dân, mỗi một người dân khi tham gia vào các cái giao dịch dân sự thì cũng phải ý thức được cái tác hại của những cái việc như là cho vay nặng lãi, để mà tự có một cái kiến thức, có một cái quyết định đúng để bảo vệ cho an toàn cho cái quyền lợi ích hợp pháp của mình. Xin được trở lại chương trình với ông Trình Quốc Hưng. Thưa ông, việc xử lý tín dụng đen núp bóng hợp đồng giả cách có dễ dàng không? Tại sao và những bất cập nào xảy ra khi mà những giao dịch dân sự như thế này thường diễn ra? Vâng, như chúng ta vừa phân tích ở phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng là các loại tội phạm này hiện nay rất là tinh vi. Lợi dụng cái nhu cầu mong muốn vay một khoản tiền trong một khoảng thời gian nhất định và mong muốn được giải ngân nhanh. Bởi vì đa phần những người đi vay ở trong cái trường hợp này thì chúng ta nhận thấy rằng là họ rất ngại đến với các cái cơ quan như là ngân hàng, như là cái cơ quan tín dụng của nhà nước, vì cái thủ tục thẩm định hồ sơ giấy tờ nó mất rất nhiều thời gian. Và khi mà được các cái đối tượng này hứa hẹn sẽ cho vay một cách nhanh chóng nhất bằng một cách đơn giản, đó là xác lập một cái hợp đồng giả tạo chỉ ghi khống như vậy thôi để có thể giải ngân một cách nhanh chóng, thì người ta sẵn sàng người ta ký tên vào. Và vì là đây là giao dịch dân sự và họ xuất phát từ cái nhu cầu, cái mong muốn được giải ngân nhanh, nên là chỉ khi nào hậu quả xảy ra thì bắt đầu họ mới tìm đến các văn phòng luật sư, tìm đến cơ quan công an hoặc là các cơ quan chức năng khác để bắt đầu cầu cứu, thì gây ra rất nhiều cản trở trong cái quá trình đấu tranh xử lý các cái vụ án này. Và bên cạnh đó chúng ta thấy rằng là các cái đối tượng cho vay lãi nặng này đã cũng rất là tinh vi,
khi mà xác định rằng cái lãi suất nó chưa đạt đến cái ngưỡng bị xử lý. Và bên cạnh đó thì những người đi vay là họ ký tên vào đó thì xác định rằng họ tự nguyện, họ tự nguyện ký tên vào các cái bản hợp đồng này. Thế vì vậy là cơ quan chức năng cũng rất là khó để xác định rằng đâu là bên bị hại trong cái vụ án này. Người cho vay thì người ta nói rằng là đây hợp đồng chúng tôi đã được công chứng qua cái cơ quan pháp luật của nhà nước và chúng tôi đã cho vay bằng thật. Nhưng thực tế ra thì khi mà điều tra các vụ án này, chúng ta xác định rằng là các cái bản hợp đồng giả cách đó chỉ nhằm che đậy đi cái giao dịch dân sự, có thể là bằng miệng. Do đó việc xác minh, điều tra cái nguồn tin cũng như là điều tra cái tính xác thực của vụ án cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, thưa luật sư đánh giá như thế nào về việc xử lý những hợp đồng giả cách núp bóng tín dụng đen? Tôi thấy có hai cái góc độ để tiếp cận cái vấn đề này. Thứ nhất là xét từ góc độ pháp luật hình sự ấy. Nếu như giao dịch cho vay có dấu hiệu vi phạm quy định tại bộ luật hình sự ấy, tức là ít nhất là cái lãi suất cho vay phải gấp từ 5 lần cái mức cao nhất do bộ luật dân sự quy định trở lên, tức là hiện nay bộ luật khoản 1 điều 468 bộ luật dân sự quy định là lãi suất cho vay tối đa hiện nay đang là 20%, tức là nếu như các đối tượng cho vay ở mức 100% trở lên thì mới xử lý người ta được ở góc độ vi phạm pháp luật hình sự. Đấy. Thứ hai là trong thực tiễn ý, các cái nội dung thỏa thuận về lãi vay, cách thức trả tiền vay thì các đối tượng rất tinh vi là không có để lại dấu vết bằng văn bản hoặc các cái chứng cứ khác mà chỉ thỏa thuận miệng với nhau, xong hàng tháng là người vay phải đến nộp tiền lãi mặc dù lãi rất cao nhưng không xác minh được cái lãi suất là bao nhiêu để xử lý góc độ hình sự. Thế còn xét về góc độ pháp luật dân sự ấy, thì nếu như người vay giữ lại được các cái chứng cứ thỏa thuận về việc rằng là cái giao dịch này chỉ là giả tạo thôi để che giấu cho cái giao dịch thật là vay mượn ấy, thì có thể đến các cái cơ quan tòa án để đề nghị tòa án tuyên hủy cái giao dịch giả tạo đó. Qua những phân tích chúng ta cũng thấy là pháp luật có những khoảng hở nhất định trong việc xử lý những biến tướng mới của tín dụng đen như là hợp đồng giả cách. Như vậy thì theo luật sư cần phải hoàn thiện hệ thống pháp lý như thế nào để có thể xử lý bắt kịp những cái biến tướng nhanh như thế này trong những cái hoạt động cho vay nặng lãi hay là tín dụng đen mà hiện nay vấn đề chúng ta nói đến chính là hợp đồng giả cách? Cái điều kiện vay hiện nay đang chưa được linh hoạt, tức là các cái hồ sơ đòi hỏi nhiều và người dân thì có nhiều cái điều kiện khó đáp ứng được các hồ sơ đó, nên người ta không tiếp cận được cái vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nên người ta buộc phải đi vay tại các cái tổ chức tín dụng đen. Nên chăng là chúng ta phải xem xét lại các cái quy định về cho vay, các cái điều kiện cho vay nó linh hoạt hơn và các tổ chức tín dụng tạo ra được nhiều cái sản phẩm nó dễ tiếp cận hơn. Thì đấy, cái đấy việc đầu tiên là chúng ta xem xét các cái vấn đề thuộc về luật các tổ chức tín dụng. Về góc độ luật hình sự, tôi nghĩ rằng để xử lý được các đối tượng cho vay lãi nặng thì cái mức lãi suất hiện nay đang để chênh lệch rất lớn so với các tổ chức tín dụng cho vay. Ví dụ các tổ chức tín dụng cho vay hiện nay đang dao động khoảng trên dưới 10% một năm, thì cái luật hình sự quy định rằng gấp 5 lần mức lãi suất tối đa của bộ luật dân sự quy định trở lên thì nó phải từ 100% trở lên. Như vậy là gì? Nó chênh nhau 90%. 90% này là một con số mà nó tạo ra cái lợi rất lớn cho các cái đối tượng xấu vận dụng cái khoảng cách đó để mà trục lợi. Nếu như chúng ta có thể xem xét sửa cái mức quy định về lãi suất để khi phạm đến pháp luật hình sự xuống thấp hơn, không phải là cái mức 100% như hiện nay, thì nó không tạo ra cái lợi nhuận lớn nữa, thì các đối tượng mà cho vay tín dụng đen người ta có thể sẽ không muốn thực hiện cái hành vi phạm tội của mình để đánh đổi lấy một cái lợi nhuận không đáng có. Vâng, chúng ta có thể thấy là nhu cầu vay vốn của người dân rất nhiều và cái số lượng người vay mà không đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức tín dụng cũng rất nhiều, và chính điều đó sẽ dẫn đến tình trạng là tín dụng đen nở rộ trong thời gian qua. Và đây cũng là một câu chuyện không mới, chúng ta từng nói đến nhiều cái câu chuyện này rồi, nhưng mà hình thức này vẫn tiếp tục biến tướng dưới rất nhiều những cái góc độ khác nhau. Vậy thì theo ông Trịnh Quốc Hưng, chúng ta cần phải có một động thái như thế nào trong việc hoàn thiện sửa đổi những quy định pháp luật? Tôi thì hoàn toàn nhất trí với quan điểm của luật sư Sang khi mà phân tích đến cái nội dung này, và tôi nghĩ rằng là bộ luật hình sự cũng nên tăng nặng các cái chế tài xử phạt. Ngoài cái việc mà chúng ta giảm cái lãi suất xuống từ gấp 5 lần đến 10 lần thì có thể là gấp từ 2 đến 3 lần mà nó vượt quá cái khung mà cái mức thu nhập của người dân hiện nay có thể chi trả được với cái lãi suất đó, thì có thể đã xem xét đến dấu hiệu để khởi tố vụ án rồi. Với điều 463 của bộ luật dân sự thì có thể quy định rằng là cái việc mà cho vay đây là sự thỏa thuận về dân sự giữa hai bên, và việc thỏa thuận lãi suất là thỏa thuận bằng miệng. Thế vì vậy thì chúng ta có thể bổ sung cái điều luật này bằng cách là khống chế cái lãi suất nó ở mức bao nhiêu phần trăm. Thế vậy bây giờ chúng ta có thể quy định rõ ràng một con số cụ thể đi, nó có thể là
2% hoặc 3% lãi suất so với cái khoản vay mà cái người đi vay có thể chi trả được. Và bên cạnh đó thì với điều 430 khi mà quy định về giao dịch mua bán về bất động sản nhà đất ấy, thì chúng ta thấy rằng là các cái đối tượng họ lợi dụng cái việc ký các cái bản hợp đồng giả cách này không ghi rõ rằng là cái giá trị tài sản trên đất là bao nhiêu tiền hoặc là tài sản của cái bất động sản này bao nhiêu tiền, mà họ lại chỉ ghi rằng là tôi đồng ý chuyển nhượng cái tài sản là cái mảnh đất này cho cái người cho vay nếu như tôi không trả nợ được. Đấy, thì họ đã lách một cái luật rất là tinh vi, và từ đó thì họ đã lợi dụng cái khe hở này để tìm mọi cách là chiếm đoạt cái tài sản của con nợ. Và tôi nghĩ rằng cái điều 430 này cũng nên có thể là bổ sung thêm để cho các cái đối tượng này không có một cái cơ hội nào đó để có thể lợi dụng và yêu cầu cái người đi vay có thể ký vào các cái bản hợp đồng giả tạo này. Luật sư có lời khuyên nào dành cho người dân để tránh mắc vào những cái bẫy tín dụng đen núp bóng hợp đồng giả cách? Tốt nhất là chúng ta không ký vào những cái hợp đồng này. Mình là người đi vay nhưng người ta lại bảo mình ký vào một cái hợp đồng bán tài sản thì chắc chắn là nó không đúng với bản chất sự việc, thì chúng ta phải dừng ngay không ký. Đấy là trường hợp thứ nhất. Đối với những trường hợp thứ hai là trường hợp đến giờ đã lỡ ký những cái hợp đồng giả cách đấy rồi thì có mấy cái cách xử lý như sau. Thứ nhất, người dân phải đi thu thập các cái hồ sơ, các cái giấy tờ đã ký với các cái bên cho vay đấy, để có hai cách. Một là gửi ra đến cơ quan công an để xác minh xem đã đủ yếu tố cấu thành tội cho vay lãi nặng hay chưa. Hoặc trường hợp thứ hai, nếu không đủ yếu tố cấu thành tội cho vay lãi nặng thì người dân có quyền gửi đơn, gửi hồ sơ đến tòa án tại địa phương để tòa án tuyên cái giao dịch giả cách mà mình đã lỡ ký đấy là vô hiệu, thì nó sẽ bảo vệ được cái tài sản cho người dân. Trường hợp thứ hai là trong thực tế các hợp đồng giả cách này họ không thực hiện hết hợp đồng, họ chỉ ký vậy thôi nhưng không thực hiện, có nghĩa rằng các cái tài sản người dân mặc dù đã ký là bán cho các đối tượng cho vay nhưng người dân vẫn quản lý và sử dụng. Đặc biệt đối với các cái tài sản là bất động sản thì người dân phải tiếp tục quản lý, vì đây là một trong những cái yếu tố để chứng minh trong quá trình giải quyết của tòa án người ta sẽ thấy rằng gì, các bên chưa thực hiện hợp đồng vì nó là giả tạo mà. Thì đấy là một cái yếu tố khá quan trọng, chứng minh trên thực tế không có việc chuyển giao tài sản khi các bên ký kết hợp đồng giả tạo. Và thứ ba là trong quá trình, cũng là đối với các trường hợp đã ký kết rồi thì người dân thường phải trả nợ, thì gồm trả nợ gốc và trả nợ lãi, thì nên trả qua hệ thống tài khoản ngân hàng cho các đối tượng đã cho mình vay, hoặc nếu mà trả vào bằng tiền mặt thì phải có các cái văn bản ghi chép lại. Đấy chính là những cái chứng cứ để ghi lại cái hành vi của đối tượng cho vay. Nếu vi phạm pháp luật hình sự thì có căn cứ để giải quyết, còn nếu không cũng là các chứng cứ để giải quyết tại các vụ án dân sự, bảo vệ được cho người dân giữ lại được tài sản của mình. Vâng, nếu như trước đây thì những thủ đoạn của tín dụng đen được sử dụng để đòi nợ là đánh đập, bắt nhốt, khủng bố con nợ bằng sơn, bằng chất bẩn đổ vào nhà, thì bây giờ là để né tránh pháp luật, các đối tượng sử dụng những cái hình thức tinh vi hơn như là hợp đồng giả cách. Đây cũng là một hình thức rất mới trong cái việc là lợi dụng những cái hợp đồng mua bán xác nhận tài sản để siết con nợ vào một cái vòng luẩn quẩn và không thể thoát ra được. Và thậm chí là những người mà đưa ra trước pháp luật để xử lý cũng rất là khó thắng kiện bởi sự phức tạp của hợp đồng này. Và chúng tôi hy vọng là thông qua chương trình thì người dân cũng sẽ cảnh giác với những hình thức lừa đảo mới của tín dụng đen. Trân trọng cảm ơn ông Trình Quốc Hưng và luật sư Nguyễn Xuân Sang đã tham gia Thương trường Pháp luật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp quy định của pháp luật cũng như chế tài xử lý nghiêm minh, tín dụng đen vẫn ngang nhiên hoạt động, núp bóng hợp đồng giả cách qua hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Rất nhiều người đã phải ngậm ngùi chấp nhận mất trắng số tài sản của mình khi thực hiện giao dịch. Đáng nói, chúng ta chưa có hành lang pháp lý cũng như chế tài cụ thể nào cho việc này. Vì vậy, hợp đồng giả cách đã bất chấp pháp luật để hoành hành, thách thức cơ quan quản lý nhà nước cũng như pháp luật. Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật để có khuôn khổ pháp lý chặt chẽ đối với tín dụng đen, núp bóng hợp đồng giả cách, đặc biệt phải xử lý hình sự nghiêm minh để tạo tính răn đe. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.